Rồi hành trình trong mưa, tiếp tục mùa mưa tới rồi, nó sẽ biểu mình ray ray của mình biết. Tiếp tới luôn chứ dẫn luôn. Men từ đèn hết. Ước mình rồi, chuẩn bị mùa mưa tới rồi. Bị những hành trình đông mưa có chưa hỏi ông Tuấn nghe có chưa phải thích là bị canh đó rồi lát quay xuống rồi rút mưa vô bệnh viện ấm ha còn tôi kia rồi ba chờ chờ chút lộ ba lộ hai đi bộ luôn làm giờ tháng 10 sớm năm nay như là ừ, quá thời tiết là mưa dập nhiều luôn tới luôn á à, chưa cũng năm nay ở nhà dài mày ơi nè mày giờ mới quay nè rồi đi này thời cho mưa này ở bệnh viện ấm ấm mừng ngoài đường mưa đây bệnh viện ấm mà người lên chưa chưa hả dạ hả dạ dạ chưa thôi chứ ok bye mùa thu lá bay đã đi rồi rồi tháng mưa tới rồi dạ hai hữu á ờ cô ăn không để giường con mình để đây nha con dạ mưa nằm mình diện ấm thiệt chứ đi về đường lạnh ngắt à mưa chạy về đường có nước em mười hộp với con hôm nay mà đủ người hả
Giờ ai giờ nay đông chứ mà mấy cô nở lại luôn hả? Một hai ba bốn năm sáu bảy người luôn. Ba bốn 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 năm sáu bảy tám chín mười một. Để điều dưỡng mấy thằng năm hộp. Kê để mười bốn bị. 14 bị 2 4 1 4 4 8 8 10 11 2 3 không không thiếu đâu tính rồi thiếu lát lấy lên lấy lại giật đủ chưa mà canh đâu có lấy đâu canh cũng sợ thiếu thiếu thì cũng sao cơm thiếu thì sợ cho canh thiếu có sợ đâu. Mấy người? Chiều này ha một hộp ha. Chiều này một hộp ha. Anh hai hộp. Chú nằm về em ở lại. Chú ăn, ăn cơm chú. Chú về ha. Này hai hả? Này khỏi bỏ canh nha. Này ông ăn canh. Rồi, đi qua anh kia. Trời ơi, nét phát hết rồi tính. Trước bài phát ở đây xong còn dư tới 8 bịch luôn. Đó chỗ để hai hàng gió. Để hai hàng gió đứng luôn à, không có chỗ ngồi luôn à. Thôi để thôi cái gì đó để. Chỗ cái giỏ trước cái giỏ sau. Rồi mình đứng luôn, đâu có chỗ ngồi yên đâu. Trời mưa, trời gió bùng. Chú để đây nha. Không ăn cơm ha. À bây giờ ha. Rồi, hẹn gặp. À chờ chút. À khỏi canh ha. Mày có chứ. Rồi thì nằm đi sâu. Nằm sâu thứ hai đi. Điều khác bình thường lại mà. Cho hai hộp cho ông hai hộp. Hai hộp. Okay. Cái vụ này không có không chị? Đây. Cần xuống lấy kim cân chứ. Hai hộp. Ở đây nữa. Cũng như cũ. Rồi lấy dư rồi để rồi cái nó thiêu đồ rồi nói hư thiêu công nói nữa. Vậy. Lượng sức mình mà lượng cơ sức mình mà lấy. Rồi rồi để từ từ đường nào xuống dưới mà rồi để từ từ qua nó xong
Canh được sao đâu. Ủa, đó rồi. À cô nữa hả? Canh để chờ con hồng dưới nha. Okay. Em bỏ hai bị canh xin lại bị cho bà cô này nên đây ta hai bị cơm canh. Dạ, cô này. Ủa, cơm bữa.